rẻ nhất có dây ly âm ngay từ phần ghi đông, khung sườn nhôm không mối hàn, càng phục cũng là không mối hàn. Phải nói trong tầm giá loanh quanh 6 củ em này quá đẹp luôn. Cấu hình của nó cũng không phải ở dạng xoàng. Khi sử dụng tay đế lắc sen size 2x8 đúc Bồ Tát cực kỳ là ngon. Và đùm cũng là đùm nhôm bạc đạn. Quảng cáo một chút là bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí cho nên mức giá sẽ tốt hơn so với thị trường. Và sau đây một phần review chi tiết về em DT Fly SR80. Về khung càng, xe sử dụng khung hợp kim nhôm đã được xử lý mối hàn ở điểm này và ở điểm này, rất là mịn. Nước sơn tính điển 3 lớp của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đề can thương hiệu là DT Fly, mã hiệu là SR80. Và dây đi âm khung của nó là đi từ trên phần ghi đông, rất là đẹp. Bình thường nó đi từ hai bên hông như này thì nó không thể đẹp bằng cái này được. Đây là cái thiết kế của những cái xe tầm trên 10 triệu, chứ không nghĩ là tầm loanh quanh 6 củ lại có một thiết kế phải nói là đẹp như thế này. Về lỗ chờ phía giữa này thì có thêm hai cái lỗ chờ này để bắt thêm một cái gọng bình nước để mình để bình này, để đồ dùng cụ sửa chữa hay là để bơm treo xe. Phía sau này thì có lỗ chờ để bắt chắn bùn ở đây. Chắn bùn dài cũng lắp thoải mái ra. Phía dưới này có chân ba ga và chân chắn bùn dài. Mình lắp tẹt ga luôn, lắp như một con city bình thường được. Lỗ chờ chỗ này bên hông thì nó không có thì mình có thể dùng một cái cầu ngang mình chuyển sang là mình lắp ba ga được luôn, vẫn đẹp thoải mái. Phía trước của nó là một cái càng phuộc làm bằng thép đã được xử lý không mối hàn, rất là đẹp. Có một cái lỗ chờ đây để bắt chắn bùn. Chỉ có là nó không có lỗ chờ phía dưới, thành ra nó cũng không lắp được chắn bùn dài phía dưới. Nhưng mà thực ra là dòng đua thì mình cũng không nên lắp chắn bùn nốt, bởi vì nó sẽ mất cái độ đẹp của nó đi. Lắp chắn bùn thì nên mua dòng city mà có full ba ga chắn bùn ấy, kể cả chắn bùn ngắn ấy, chắn bùn nó chỉ được một đoạn như này thôi. Về cái hiệu quả để mà giảm được bùn đất ấy, thì gần như nó cũng không có. Lắp vào nó thực sự là nó chỉ là nó xấu xe thôi. Rồi tiếp theo là size số, nó có thông số giống đứng là 49, giống ngang là 53,5. Trên nền bánh 700C của dòng xe đua này, nó chuẩn cho chiều cao từ 1m67 đến 1m77 và chiều cao đi được là từ 1m62 đến 1m82. Về chân chống của nó là 10 điểm trong tầm giá, gọi là chân chống nhôm 2 vít em hay quảng cáo. Cái phần trên này nó vẫn bằng thép nhá, phía dưới này là bằng nhôm, rất là dày dặn, có thể được điều chỉnh độ dài ngắn của chân chống này. Chân chống này em hay nói nhiều video là bình thường họ chỉ lắp cái chân chống tiêu chuẩn rẻ hơn, rẻ bằng một nửa, cái này tầm 80.000, cái kia chỉ tầm 40.000 thôi. Thì em xe này rất là dày dặn, cứng cáp. Các bác dùng phải tầm 3-4 năm mới phải thay, phải nói rất là bền. Chỉ có là khi lắp thì nhớ siết con ốc này chặt một chút này, bởi vì con ốc này mà siết lỏng là hay bị tụt cái này lắm. Về bộ chuyển động, xe trang bị một đôi Mayer làm bằng nhôm, chạy hai bạc trước, hai bạc sau cho độ trấn cực kỳ là tốt. Sử dụng trục chốt mở nhanh cả trước cả sau, dễ dàng mở ra sửa chữa bảo dưỡng. Nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành nhôm hai lớp dày và dày khoảng tầm 4 phân. Sử dụng van là van cối, van xe máy, đi đâu bơm được, rất là tiện vì nó rất là phổ biến. Lốp của hãng CST của Đài Loan có độ bền rơi vào tầm 15 đến 20.000 cây. Thông số lốp là 700 x 25C, tức là đường kính tổng của nó sẽ xấp xỉ 700mm và độ rộng bánh của nó sẽ là 25mm. Và áp suất lốp của nó bơm thì đây 3,4 đến 5,8, thường bơm tầm 5 đến 6 cân, tầm 5 đến 5,5 cân là ok. Và đây là cái bộ đùm phía sau. Nó là loại Mayer lắp đít vặn tiêu chuẩn trong tầm giá. Bởi vì dòng đua thì những cái bộ đề lắc các kiểu nó đắt ấy, thì tầm này nó sẽ chưa lên được Mayer cối thả. Còn xe đua mà lên Mayer cối thả nó phải đánh đổi nhiều, mà thực tế ra là phải tầm 8 củ trở lên thì mới có Mayer lắp cối thả chứ nó HG được. Nhưng mà cối này cũng ngon rồi. Sau này các bác đi hỏng cái clip này, các bác muốn một loại clip ngon hơn thì lắp clip của Shimano TZ507 tầng thì nó cũng chả khác về clip thả lắm, chỉ thua về tỷ số truyền thôi. Còn độ bền nó cũng chả khác gì về kiểu cối thả cả. Về bộ truyền động, xe thử một đôi bên ăn có vỏ ngoài bằng nhôm, vỏ trong bằng nhựa, trục cốt thép và chảy bicon. Ưu điểm bicon thì là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Tuy nhiên cái vỏ nhôm mà liên kết vỏ nhựa bằng mấy con vít này, đạp nó hay bị lỏng là một này. Thứ hai là đổ nó hay bị cong vênh, thành ra nó không được quá bền. Dùng được tầm 5 đến 6.000 cây thôi. Một cái bộ đùi làm bằng nhôm của Prowell có thông số là 3848T. Thực ra gốc của nó sẽ là 283848, tuy nhiên thì lên cái dòng này nó cắt đi cũng là đúng thôi, bởi vì cũng không cần cái thằng nhỏ nhất là thằng 28, chỉ cần 3848 là đủ rồi. Và nó có chắn xích rất là sạch sẽ. Ổ trục của nó là trục cốt vuông bạc đạm tiêu chuẩn, độ trấn cực kỳ là tốt và độ bền ở mức tốt. Cái gạt của nó là gạt của Reflex của Sensai, cái này có mã của thằng gọi là 8 tầng thì nó sẽ lắp của thằng Reflex, 7 tầng thì của R7. Rồi xích của nó là xích cơ bản thôi, bảo dưỡng tốt dùng được tầm 6 đến 7.000 cây. Củ sau cũng là củ của Reflex đi, chuẩn của một set luôn. Rồi tiếp theo là clip của nó là clip của ATA của Đài Loan, clip này bên em bảo hành tầm 1 năm, tức là cứ kêu là thay mới. Clip 8 tầng có thông số là 1332T. Nói chung là nó chỉ thua thằng clip thả 8 tầng một tầm 10% về tỷ số truyền thôi. Rồi tiếp theo là tay đề lắc của Reflex, cái này rất là ngon này, cái này gọi là double tap, tức là
ấn mạnh thì nó lên, ấn nhẹ nó xuống, mạnh lên, nhẹ xuống, dùng rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái bộ này cũng rất là đắt nhá, cả một cái cụm này này nó sẽ đắt khoảng tầm, có giá khoảng tầm loanh quanh một củ chứ không phải là rẻ đâu. Và em thấy bán nhiều rồi, phản hồi cái bộ này cũng rất là tốt luôn, từ thằng R7 trở lên nó đã ngon rồi. Về phanh, xe được hệ thống phanh đĩa cơ và tay phanh tích hợp trong tay đi lắc, có độ rơ gần như không có, bóp rất là chắc tay, lực phanh cũng khá nhẹ, như này gọi là khá nhẹ rồi, không thể so với những cái loại cao cấp được. Tuy nhiên so với kiểu Tuonay A070 tay đi lắc của thằng Shimano ấy thì cũng ngang ngửa nhau thôi. Củ phanh của nó là củ tiêu chuẩn, củ này cũng gọi là được, các bác dùng tầm 3 năm mòn hai cái má phanh này thì thay luôn, và nếu khi lúc ấy mà khi lò xo nó kém ấy thì thay luôn cả cái củ phanh này cũng được. Củ phanh này nó cũng khá là rẻ thôi, thì tầm 6 đến 70 nghìn, và đĩa phanh của nó là phi 160 tiêu chuẩn cả trước cả sau. Về hệ thống lái, xe trang bị ghi đông làm bằng nhôm bản dẹt rất là đẹp, vừa có thiết kế khí đồng học này, lại còn vừa tăng khả năng hấp thu lực tốt hơn so với cái bản tròn. Thực ra bây giờ xu hướng tầm 5-6 củ trở lên nó đã lắp cái loại ghi đông này rồi, nó sẽ đẹp hơn, khỏe hơn so với ngày xưa. Rồi tiếp theo cái dây cuốn của nó cũng rất là ưng luôn, không giống những xe 3-4 triệu, trông nó tinh hơn một chút, mặc dù là cũng không biết nhập có đắt hơn quá nhiều hay không. Phía trước được trang bị thêm một miếng phản quang, đi đêm sẽ an toàn hơn. Cọc yên nhôm đúc sử dụng hai vít lục 5mm vít từ dưới lên, cái này rất là dễ chỉnh góc luôn, và nó sẽ chắc chắn hơn cái loại một vít một chút. Rồi cái form yên của nó độ dày ở mức tốt này, chất giảm ở mức tốt, và điểm trừ của nó là không có cái rãnh giữa thôi. Cái khóa cọc yên của nó thì cực kỳ dày, rất là dày, và cái cánh tay đòn của nó khá là dài, thì chốt nó sẽ rất là nhẹ, đây, rất là nhẹ luôn. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 12,7 cân. Về chính sách bảo hành thì là khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm từ xăm lốp và bê đan, và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Tuy nhiên bên em có yêu cầu đặt cọc trước một ít chi phí vận chuyển. Và quà tặng đi kèm thì sẽ có 4 món, đấy là chắn bùn, gá nước, khóa số và bình nước. Ngoài ra có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lựa chọn được một chiếc xe thật là ưng ý.